Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Giáo Dục Nhật Bản của Thanh Hóa. Mình tên Thanh Hóa, năm nay 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang tiếp ở đây đang tiếp một cái em bếp hâm trà, cà phê hay là nấu dùng được. Cái này là dạng giống như mâm nhiệt nha quý khách, nóng cực nóng nha quý khách. À, mình nấu thử coi ha, khói nó bốc, tại vì cái diện tích cái nồi này nó nhỏ quá đó. Đó, thấy khá là thấy khói bốc lên ha. Dạng nó hâm á, nó hâm thôi chứ không phải là nấu như bếp từ, bếp quan mình nó hâm. Giống như nó ấm ấm nhiệt độ bao nhiêu đó. Cái máy lo nhiệt độ mình nó hư mất tiêu rồi đó ha. Ngoại hình cũng còn tương đối là đẹp ha. Em này thì xấu không em mà hỏng nên mình bán giá này chỉ có 150.000 thôi ha. Và một điều cam kết mạnh là máy móc nguyên zin, không có sửa chữa gì trong đây chăng nha. Hư là bán đồ hư luôn, không có sửa. Giá trị cái nào có sửa hoặc có chỉnh cái gì mình sẽ báo cho quý khách biết ha. Chẳng hạn đứt dây, đứt đồ nhẹ nhẹ thì mình xử lý được, còn mà mình thợ thì thua rồi. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube cho tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Dây cũng dài bự lắm hiểu không? Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt. À, cũng còn khói bốc lên ha. Xin cảm ơn.